Năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, dõi suốt trăm năm một cõi đi về. Lời nào của cây, lời nào có là một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ ngày qua. Vừa tan mùa xuân rồi tan mùa hạ, một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa. Mây che trên đầu và nắng trên vai, đôi chân ta đi sống còn ở lại, còn tim yêu thương vô tình chợt gọi, lại thấy trong ta hiện bóng con người. Nghe mưa nơi này lại nhớ xa. Mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ, trăm năm vô biên chưa từng hồi ngộ. Chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà, đường chạy vòng quanh một vòng tiêu tùy. Một bờ cỏ non, một bờ mộng mì ngày xưa. Từng lời ta dương là lời mộ địa, từng lời bề sông nghe ra từ đồ suối khe. Trong khi ta về lại nhớ ta đi, đi lên ngọn cao đi về. Ta say ôm đời ngủ buồn, để sớm mai đây lại tiệc xuân. Năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, dõi suốt trăm năm một cõi đi về.
là của cây lời nào còn là một chiều ngồi say một đời thật nhẹ ngày qua vừa tan mùa xuân rồi tan mùa hạ một ngày đầu mây che trên đầu và nắng trên vai đôi chân ta đi sông còn ở lại con tim yêu thương vô tình chợt gọi lại thấy trong ta hiện bóng con người nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ trăm năm vô biên chưa từng hồi ngủ chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà đường chạy vòng quanh một vòng tiêu tùy mộng mị ngày xưa từng lời ta dương là lời mù đìa từng lời bề sông nghe ra từ đồ suối khe trong khi ta về lại nhớ ta đi đi lên non cao đi về biển rộng tay nhân gian chưa từng đổ lường ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn để sớm mai đây lại tiệc xuân thì đây là cửa nhá, cửa ra vào. Cửa ra vào thì đây các bạn nhìn đây là quầy. Đấy, quầy này. Bắt đầu vào quầy thì đây. Đấy. Chỗ này ghế massage mà làm bóng chân nhé. Đây, chỗ này là bốn cái ghế vừa massage và để làm chân. Đây, khu này là khu để khăn. Khu này khu để khăn. Đây phòng toilet này. Còn đây là cái gian bếp này. Đấy, gian bếp. Đây, còn đây là cái cột. Cái cột này là mình đang vẽ dở. Chưa vẽ, mới vẽ cái vỏ ngoài màu xanh đây, còn cá thì chưa vẽ. Đấy, cá đấy. 4 con cá, 6 con cá tất cả. Hôm nay mình sẽ vẽ nốt, bắt đầu vẽ lên cá. Còn đây là cái chỗ khu làm việc móng tay đây và đây các bảng màu này. Đấy, các bảng màu. Đấy. Đây sơn móng tay làm móng và đây là cái bức tranh mình vẽ cách đây 2 năm rồi sang vẽ cho con gái được 2 năm rồi đấy. Đây, thế còn đây là cái phòng mà làm mi đây. Vẽ cho con gái hai cái mi đây. Mi mắt. Đấy, mình vẽ cách đây là 2 năm rồi. Sang từ năm 2020. Đấy. Vẽ từ 2020, đây là cái phòng chuyên làm mi nhá. Đấy, trong này có hai cái giường.
vừa làm mi vừa massage, ai có nhu cầu massage thì nó massage thôi. Đấy, thế còn đây là gọi là tỉa lông mày, ghế này tỉa lông mày, ngồi đây tỉa lông mày thế thôi. Còn đây là ghế khách ngồi, đây cửa ra vào đây. Đấy, cửa ra vào đấy. Đấy, thử cửa ra vào nhìn quay lại một lần nữa phòng khách. Thế thôi. Đây, buổi sáng vào đến lấy Hùng sớm. Sau đó là nằm ghế massage một lúc, vừa uống cà phê, vừa thư giãn massage. Đây là cà phê nhá, mời các bác nha. Đấy, từ hôm ra đây là ngày nào mình cũng làm cái ghế massage này 2-3 lần. Cái ghế massage này nó dùng để làm móng chân, để ngồi để rung, nhưng mà cho nên là nó cũng ở mức độ nó đấm cũng nhẹ nhàng vừa phải, nó không đấm mạnh lắm. Đấy, giới thiệu với các bạn thế thôi. Đây là cái chỗ nơi làm việc của con gái và con rể, phòng mi, mi mắt này. Đấy. Rồi, chào tạm biệt nha.